Rồi, em chào tất cả anh em ha. Cái này lu bu chuyện nhiều quá anh em ơi. Ở đây sát lại nó ồn lắm anh chị. Ngủ không được mà bây giờ quay phim nói chuyện cũng không nghe luôn á. Đó, thì mấy nay đồ đạc lum chị thông cảm đi ha. Chứ giờ em cũng không muốn nhưng mà lỡ muốn chỗ này thôi. Giờ em phải dọn đi nữa anh chị ơi. Tốn tiền tùm lum đủ thứ. Rồi cái máy này mới làm giờ mới cho xăng nổ anh chị, mà bữa cái thằng em nó dọn phụ mấy cái đồ này anh chị, nó sắp xếp á, rồi không biết bây giờ nó để cái bình nhớt pha nó mất tiêu luôn, rồi không có nhớt pha luôn, rồi em còn có bình pha sẵn bữa nào có xíu nè, còn xíu à, nghiêng đây được nhưng mà ở đây nó hụt cái lọc anh chị, đó. Rồi em cho nổ ha, cái này chế 430 anh chị. Cái tông này thì của em ha, gắn vô đỡ thôi, để lâu quá nó nổ luôn. Của mấy con mèo đái vô cái gì. Đó, rồi. Ok ha anh chị. Này mới gắp hơi giờ ha. Đó thì mấy này có nhiều anh điện em nhưng mà em không dám nhận đơn anh chị. À quên em thông báo ha. Bây giờ từ đêm tới là em không có nhận đơn nữa anh chị ơi ha, khoảng chừng vài ngày nữa đi, khoảng hơn tuần nữa đi để em sắp xếp cái đó cho nó ổn định cho nó anh chị ơi, tại em dọn về chỗ mẹ em đó, chỗ mẹ em giờ bà cũng yếu rồi, nó dọn về đó rồi em làm về cái này thôi anh chị ơi, em không có làm về xe đó, làm xe anh chị nghĩ anh nhìn nè, có mình làm không kịp và mất công phiền phức quá, nó một đống xe luôn mà chưa có ấy, máy xe bò mới gáp anh chị biết đồ máy cắt cỏ đó. Thì em làm em có đồ hư tùng, thiếu thì em lấy ra, còn đồ xe em chưa có đồ hư tùng, thiếu món chạy đi mua, thiếu món chạy mua mà có mình em à, bởi nó hơi lâu đó, giờ thôi em không làm nữa. À, còn đây cục máy xì bo anh chị, chưa có làm chỗ gì á, mà cục máy này làm là không có dây điện để thử luôn mát chứ, là em định là thử cục đó trước đó, cái máy thì em gắp bao chuẩn nha, nhưng mà canh xăng á thì mình phải canh lại cho nó nổ máy thì dễ canh hơn anh chị, chứ để mà về người ta khó canh mà ông anh giờ ông hối chiếc xe này gấp nó thì buộc không phải để em tính lại nữa. Đó, còn bữa giờ anh em đặt phiếp em tùm lum mà em có không có nhờ lời không có gửi được đó. Ở đây nó ồn anh chị thì anh em thông cảm ha. Giống như phiếp này đi, cái này G4K hồng 430 nè thì em có nè. Đó, còn xin đi qua S35 có lỗ hơi nè là em có nè, đúng không? Nhưng mà cái phiếp này á thì buộc là phải đổ keo luôn anh chị. Cái này á, là dạng phiếp mới, nó có chất nhựa trong đó, nó mềm lắm. Anh chị đưa cái lỗ hơi cái đây đúng không? Chạy khoảng chừng vài tháng nó xì rồi anh chị dừng thấy mẹ luôn đó. Buộc cái máy này là em buộc em đổ hơi mới bán anh chị đó. Còn không đổ hơi anh chị, ủa em không đổ keo á, quên lộn đổ keo chứ, em không đổ keo anh chị cần em đưa luôn đó, nhưng mà về nó xì anh chịu không. Còn những cái nào anh chị mà bữa giờ đặt em á, mà lỡ mà cái nào có gòn á thì em đưa gòn ha, lỡ cái nào mà chưa có gòn anh chị về cắt, chứ giờ em không có thời gian luôn chị ơi, cái chút lâu quá đó, giờ em nhận đơn anh chị, em làm những cái máy em giao hết cho người ta cho nó ấy, chứ để người ta điện hoài như lúc em cũng ngại. Mấy ngày trước thì em công chuyện lu bu với em bệnh đó, nó thì thôi nổ máy này cho anh chị xem ha, em nói thôi ha. Đó, thì đến tới là khoảng tuần đó hoặc hơn em mới nhận đơn lên anh chị. Chứ thì những cái máy bán thì em mai mốt là em sổ rẻ cho anh chị để em dọn cho nó gọn bớt á. Đó, thì cái gì em cũng bán rẻ, em bao anh chị là không ai bán rẻ đâu, mà nhiều lúc bán rẻ cái có người kiếm mua rẻ nó, trời ơi hết rồi còn đâu nữa rẻ, có khi nhiều lúc em bán có 700-800 mà em nói kêu mua 300-400 đâu có, 700 là em đã lỗ 100-200 ngàn rồi đó, trả 400 thì 300 thì thua luôn. Đó, thì em đăng rồi anh chị mua thì được mình mua ha, còn chứ mà rẻ nữa là em bán, thà là em gì dưới em dọn em bán cho dân ở dưới. Tại ở dưới em dọn xuống gì ta, Phước Lý không phải, nó từ cái gì quên bà nữa rồi, kịch tiến rồi thôi em cho máy nổ đi ha, cho dễ ha, cho nó lâu quá anh chị ơi. Thì anh chị không tạm rồi quên nó, cái vụ shipper gửi á, anh chị biết em đóng cái này nha, em đóng cái này hôm nay 10 ngày mà nó không vô lấy đó. Chứ giờ em không có đem ra ngoài giao đó, em đem ra giao nó bắt em ký là hư không đền, tại cái thằng bên việc theo bót này nó không có chịu nhận đơn của em đó, tại vì em ký đồng giá giá rẻ nó không chịu đó.
Còn ở dưới quê thì em ký đồng giá, ở dưới quê nó ít lên chị nó đỡ, còn ở trên đây em nhiều quá. Thì nhưng mà em dọn về dưới Phước Lý á, gì gạch gạch kiến là ở dưới là có ngay cái tôi lên chị tôi quẹo vô chứ là có cái chỗ việc theo hết thấy, nhưng mà ở dưới quê nó sẽ nhận đơn mình ha. Thôi rồi em nói gì tới đây rồi ha. Rồi có anh chị có gì thông cảm chứ nhiều lúc anh chị không hiểu đâu, em nhiều lúc em cần làm gấp nữa, nhưng mà anh chị thấy dọn tới dọn lui tốn mấy chục triệu của em bữa giờ. Máy này của anh khách lâu lắm rồi đó anh chị, mấy tháng rồi đó, em cũng ngại lắm à, em cũng không muốn anh chơi dọn nhà, em cũng cực thấy mẹ luôn mà tốn tiền đó đó. Thì em đang đã nhận cái đơn ha, mấy anh chị thông cảm nha, em không có nhận đơn đó, khoảng vừa qua 10 ngày đó em mới nhận được anh chị ơi, qua 7 ngày 8 ngày đó thì chắc ở 10 ngày nữa quá. Thì mấy cái đơn này chị nào mà em có làm thì em báo ha, còn đơn mà bán máy thì em sẽ bán cho nó gọn bớt ha. Chứ vận chuyển bữa tốn hết 8 triệu rồi, rồi bữa nay 9 triệu, bữa nay vận chuyển đẩy cái mấy triệu nó thì đi bộ luôn đó. Thì bởi vì anh chị thấy em làm tùm lum, định là định ở đây lên làm bữa gấp quá anh chị, muốn nhà đó thì định gấp quá, thì muốn vừa làm xe vừa làm mấy cái cỏ mới đủ tiền, tại 12 triệu chứ mười mấy triệu chứ đâu phải rẻ, anh chị 15 triệu luôn chứ phải rẻ đó. Thì mà nhưng mà làm không nổi anh chơi, làm cái khâu nào cũng khâu thôi, xe vừa người điện, xe vừa người điện, nó cỏ nó cái đầu nó gối luôn rồi. Thôi em chào ha đó. Thì nay mai em gom đơn em đóng nè, cục IC của anh khách anh điện nè, mới đặt nè, còn này thì mấy bộ nè, cái này một đống bộ luôn á, em chưa chọn nữa. Rồi máy, những cái máy kia đóng đây nè anh chị, thì ngày mai là chính thức là em lấy cái này làm nè. Mấy nay tại mẹ em bà chừng yếu đó, bà cứ bắt em chở xuống gạch kiến nó hoài à. Nó thì chứ bà kêu em xuống vô quạng anh chị, để nữa bà chở bà đồ về để dưới đặng đặng mình nhìn nhà đó, nhìn wifi đó, chứ không thôi đâu có lên sau nhìn được đó. Bữa kia thì em định bán này nhưng mà chắc em không cần bán chơi, tại cái đường vô nhà có 1 mét à, đường khúc ngoài lớn nha mà kế nhà có 1 mét à đó. Thì buộc là chắc là em phải gửi bên chị em gửi đây, thì mai mốt em đem lên đây thì em tiện, còn về dưới thì em làm mấy cái cỏ không có tiện đồ thì em chạy lên đây nó chứ bán ngủ quá, máy đẹp bán ngủ quá. Rồi thôi em chào ha.